có chuyện gì mà náo nhiệt thế các anh em của ta? Ba ơi, con mừng quá, cuối cùng đã gặp lại ba rồi. Ta là ba của ngươi hồi nào? Ta còn chưa lấy vợ mà. Ba quên con rồi sao? Ba nhìn cái bóp này nè, ba nhớ chưa? Ta nhớ rồi. Mu là Mu, ta tự sẽ không bao giờ được gặp lại Mu nữa. Thật là hạnh phúc. Con cũng vậy. Sau bao năm xa cách, cuối cùng con đã trở về quê hương cun tươi vui của mình. Không phải con mà là em. Ta là anh hai của Mu nè. Ba mẹ chúng ta đang mỉm cười trên thiên đường tươi vui rồi. Vậy là ba mẹ không còn hả anh hai? Em nói gì vậy? Ba mẹ luôn ở bên chúng ta mà, trong tim tất cả mọi người. Em hiểu rồi. Phấn chấn lên nào, đại gia đình Bò sẽ cùng chăm sóc cho em. À, em phải giới thiệu anh hai với gia đình nông dân siêu phàm. Họ đã chăm sóc cho em ở trên trái đất. Mọi người chính là ân nhân của gia đình chúng tôi. Gặp được mọi người tôi vui quá. Xin chào Bò Đại, tôi là Ba Ba Bự. Tôi thật hạnh phúc khi thấy Bò Mu gặp lại gia đình của mình. Còn tôi là Mama Bay, vợ của anh Papa Bự. Đây là hai đứa con của tôi. Con là Chớp Chớp, con chạy nhanh nhất nhà. Con là Tám Tuốt. Rất vui được gặp tất cả mọi người. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng mở tiệc mừng để chào đón gia đình nông dân siêu phàm và đứa em thất lạc bấy lâu nay của chúng ta. Anh thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của em. Em rất là vui, em đã mơ đến ngày trở về từ lâu lắm rồi. Thật may là có gia đình nông dân siêu phàm đã chăm sóc cho em. Mà chuyện em và gia đình nông dân siêu phàm là sao vậy? Em có thể kể rõ hơn cho anh hai nghe được không? Dạ được chứ. Thật ra nguyên nhân là do em mê chơi. Tỉnh dậy, em đã thấy mình ở trái đất rồi. Và gia đình nông dân siêu phàm đã chăm sóc em. Gia đình nông dân siêu phàm tuyệt vời lắm nha anh hai. Họ đã đứng lên đấu tranh với cái ác, bảo vệ môi trường và tất cả mọi người. Em đã sát cánh cùng họ đó nha. Thật là thú vị. Khi nào rảnh, em phải kể cho anh hai nghe nhiều hơn nữa nha. Chắc chắn luôn đó anh hai. Mọi người, hôm nay là một ngày đặc biệt. Vì người em thất lạc của chúng ta đã trở về. Bò Mu, Bò Mu, Bò Mu, Bò Mu. Những công lao rất lớn thuộc về gia đình nông dân siêu phàm. Chúng ta phải tiếp đón họ thật là chu đáo. Gia đình nông dân siêu phàm, gia đình nông dân siêu phàm. Ta có nghe Bò Mu kể về mong muốn của gia đình nông dân siêu phàm. Mọi người cần gì, Bò ta sẵn sàng giúp đỡ. Cảm ơn mọi người, nói ra thì ngại quá. Chúng ta là một đại gia đình mà. Phải đó, phải đó, Ba Ba Bự. Trái đất là hành tinh của chúng tôi. Đó đã từng là một nơi vô cùng tươi đẹp, trong lành và hạnh phúc. Nhưng chúng tôi, con người, vì ưu tiên cho sự tiện nghi của mình mà phát triển công nghệ mất kiểm soát, làm ngôi nhà của mình không còn xanh tươi như trước nữa. Diện tích rừng không còn nhiều và trái đất ngày càng nóng lên. Chúng tôi muốn khôi phục lại hành tinh của mình. Thật là đáng thương mà. Chúng ta hãy giúp cho gia đình nông dân siêu phàm.
Nhưng chúng ta giúp bằng cách nào bây giờ? Tôi nghĩ chắc không được đâu. Tôi thấy khó lắm, làm sao để giúp họ đây? Nghĩ cách gì đi. Phải dành người trái đất yêu thiên nhiên hơn một chút. Mọi người xin hãy im lặng. Chúng tôi muốn cứu lấy trái đất của mình. Khi nghe nói ở đây có dòng sữa Cool tươi vui, có thể đem lại năng lượng tích cực cho những ai uống sữa này, chúng tôi hy vọng có thể đem dòng sữa này về để thay đổi con người của trái đất. Hả? Dòng sữa tươi vui? Họ đang nói về dòng sữa tươi vui của chúng ta kìa. Ba ba bự thật là tốt bụng mà. Đúng là người dân ở đây hạnh phúc, khỏe mạnh là nhờ dòng sữa Cool tươi vui ấy. Nhưng tôi cũng không chắc liệu dòng sữa ấy có giúp được người trái đất hay không. Với lại, việc đem sữa Cool tươi vui ra khỏi đây không dễ đâu. Ta cũng chưa thấy ai làm được bao giờ. Nhưng lấy danh nghĩa là tổng trưởng tộc bò, ta hứa sẽ giúp gia đình nông dân siêu phàm hết mình. Bò Đại à, hay chúng ta thử nói chuyện với ông giám đốc nhà máy, ông ta chắc chắn sẽ giúp được gia đình nông dân siêu phàm. Ý hay đó Bò Đực, nhưng ta nghe bảo ông ấy đi đâu rồi, ít bữa nữa mới về. Hay là gia đình nông dân siêu phàm hãy ở lại đây với chúng tôi một thời gian đi. Mọi người thật tốt bụng, nếu không phiền thì gia đình nông dân siêu phàm chúng tôi xin ở lại ít hơn. Con thích ở đây lắm, ở đây ai cũng vui vẻ hòa đồng, bầu không khí lại vô cùng trong sạch. Mình ở đây luôn được không ba mẹ? Con còn bài tập ở trường đó. Mẹ đang nghỉ hè mà.